Rồi chúng ta sẽ xây dựng một cái OU user và group để thực hiện cái bài này. Như vậy thì chúng ta sẽ có nè, cái OU lớn nhất là OU MC. OU thứ hai là nhân sự kế toán kinh doanh IT là con của AMC. Được không? Và trong cái OU nhân sự thì mình sẽ có group nhân sự đó, mình làm giống như vậy. Như vậy lúc nãy các bạn đã tạo bằng tay là các bạn click chuột phải tạo từng user rất là lâu. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái lệnh sử dụng lệnh để mà mình tạo ra cái hệ thống này cho nó nhanh. Như vậy thì chúng ta có cái file ở đây, chúng ta sẽ có một số lệnh nè. DS rồi dùng cái lệnh add là thêm 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 cái gì, thêm OU. Và cái chỗ này các bạn sẽ có là DS add OU, tên mà mình muốn thêm. Ví dụ như cái đầu tiên của mình là OU AMC, hồi nãy mình mới nói. Đây, chỗ này đổi lại cái chỗ test local này. Thì mình sẽ có chỗ này cái OU lớn nhất của mình là AMC100.com. Như vậy đây là domain của mình, AMC100.com. Và mình sẽ tạo ra một cái OU là AMC100 để quản lý cả công ty của mình. Như vậy thì cái lệnh của mình ở chỗ này nó sẽ là DS and OU. OU là AMC100. DC AMC100.com, mình tách hai cái này ra. Nguyên tắc của nó là tách ra. Được không? Rồi, trong này người ta sẽ tạo IT, tạo sale thì mình tạo là nhân sự kế toán kinh doanh. Theo cái yêu cầu ở đây, nhân sự kế toán kinh doanh IT. Đây, bắt đầu mình sẽ tạo trên cái hệ thống của mình. Tạo trên hệ thống của mình. Như vậy bây giờ mình sẽ tạo ở đâu? Các bạn sẽ vào trong cái cửa sổ máy của mình mở cái Explorer lên. Explorer, Windows Explorer lên. Và mình sẽ tạo ở trong một cái chỗ nào đó, ví dụ như là trong ổ D. Trong ổ D mình sẽ tạo một cái file trên ổ D trực tiếp luôn cũng được, một cái file TXT. Chỗ này mình sẽ ghi là add OU rồi user. OU, chữ U mình viết thường. Rồi user group. Rồi, như vậy thì cái này nó là TXT. TXT thì nó không thực thi được nhé. Nếu như mà mình chạy cái file này thì mình đâu có chạy được. File này không có thực thi được nha. Được không? File này nó chỉ là file test thôi. Ví dụ như mình gõ cái lệnh của mình là gì? DS ADD add. Đúng không? Add cái gì? Add OU. Add OU. Nháy kép, nháy kép. Vậy cái lệnh add OU của mình hồi nãy mình coi ở bên này nè, nó sẽ có những cái tham số gì? Thứ nhất là cái này là cái mình chuẩn bị add vào. Còn cái DC bằng thì cái này đã có trước đó. Tức là cái domain controller của mình đã nâng cấp trước đó rồi. Thì cái này là phải tồn tại trước mới được nha. Mà phải đúng với cái domain mà mình nâng cấp. Ví dụ như thầy nâng cấp là AMC100. Còn cái domain của các bạn hôm trước, ví dụ như là 25 anh. Ví dụ như là 14 huy.com. Thì đó là cái domain của các bạn. Thì các bạn sẽ làm đúng cái domain của mình. Được chưa? Như vậy chỗ này OU là mình sẽ tạo mới, và cái DC này là đã tồn tại rồi. Vậy thì chỗ này mình sẽ ghi cái gì? Chỗ này mình sẽ ghi cái gì ở đây?
Chỗ này mình sẽ ghi ở đây là cái OU của mình là bằng AMC 100. Cái này là lúc nãy mình có yêu cầu trong đề phải DC bằng AMC 100 phải DC bằng COM. Tức là mấy cái này là cái mà thầy đã cấu hình lúc nãy á. Cái này mình viết thường đi. AMC, cái OU này mình để rồi, ok. AMC 100. Bây giờ để thử cái lệnh này nó chạy được hay không thì ở đây là mình chạy không được rồi đó, bởi vì nó là file test. Thì các bạn sẽ chọn vô menu file nè, chọn vô set nè, thấy không, các bạn thử một lệnh này thôi. Bây giờ chỗ này tại vì ở trên cái Active Directory của mình đã tạo cái AMC 100 rồi, đúng không nào? Ở trong này mình thử, mình vào cái domain của mình coi thử là đã tạo chưa. Đây, click chuột phải, chọn vô đây. Nhân sự AMC 100 là thầy đã tạo trước đây rồi nè. Bây giờ mình đổi lại thành cái AMC 100 new đi. Nó không đụng với cái cũ. Ha. Rồi, như vậy mình sẽ test bằng cách là mình đổi lại chỗ này thành chữ new. Mà nếu đã là new thì tí nữa những cái mà mình tạo mình cũng đều phải đưa new vô nha. Rồi, và chúng ta sẽ chọn vô mini file, chọn save. Bây giờ ở trong này chúng ta sẽ nháy kép ở phía trước giúp thầy một cái. Rồi phía sau chấm BAT, nháy kép một cái. Để làm gì ta? Để nó lưu lại với cái tên file mới có phần mở rộng là .bat, chứ còn bình thường nó sẽ là .tt. Kịp chỗ này không? Rồi, ok. Mình sẽ chọn lưu lại. Và cái file này mình cứ để im nó đi, không sao hết. Mình ra cửa sổ của mình thấy nó đã xuất hiện cái add you or you user group, nó đổi biểu tượng ha. Và phía sau nó để là window bat file. Click chuột phải, các bạn chọn run administrator, chạy với quyển quản trị. Hoặc là các bạn sẽ vào đây các bạn gõ cmd, hoặc là tốt nhất là bạn vào cái window power shell luôn. Và chỗ này mình đang đứng ở C, các bạn gõ D 2 chấm Enter, mình quay trở về ổ D luôn. D 2 chấm Enter. Và mình gõ cái lệnh của mình là gì? Add. Đúng không? Bạn gõ chữ A, bạn nhấn dấu tab. Tại vì cái trong cái ổ D của mình nó chỉ có mỗi một cái lệnh là gì? Add all you user, nhưng mà mình không nhớ, đúng không? Mình không nhớ thì mình chỉ cần gõ một vài chữ ký từ đầu, nhấn phím tab, nó sẽ tự nhảy ra cái file của mình. Nhấn phím tab chứ không phải phím space đâu, phím tab. Thấy không? Thấy nó ra tên file chưa? Mình enter thử coi nào. Đây, mình enter bên này, nhưng mà bên cái OU mình sẽ nhìn thử coi nó có tạo được hay không nha. Đây, mình sẽ cho cái cửa sổ này nhỏ lại. Rồi, cái PowerShell của mình ở đây, hai bên nè, được không? Đây, AMC 100. Bây giờ bên này mình thực hiện cái lệnh là add all user group bat enter.
Sau khi mình enter xong thì nó sẽ bảo là gì? Cái OU này đã được tạo. Thấy chưa? Thấy success ha. Và bên này mình sẽ refresh lại coi nào. Untap. Refresh. Đây, OU AMC 100 new đã được tạo. Thấy chưa? Kết quả là mình mới thực hiện một dòng lệnh thì nó đã được tạo một dòng lệnh. Nó đã được tạo một đối tượng. Ok. Tiếp tục, mình sẽ sửa cái file của mình. Không cần phải đóng file nha. Mình sửa file này tiếp. Mình đã tạo được OU rồi. Copy cái này giúp thầy một cái. Copy. Đưa xuống dưới. Bây giờ mình sẽ tạo là nhân sự. Thì các bạn sẽ đưa cái mới vào trước. Mình sẽ tạo OU bằng nhân sự phẩy. Tức là mình copy cái lệnh kia, mình đưa xuống, xong mình thêm cái mà mình có nhu cầu tạo mới ở phía trước là được. Được không? Copy xuống thôi. Kịp không? Rồi. Và tương tự mình sẽ copy cái này ra. Ctrl C. Enter, enter, enter. Như vậy mình sẽ có là OU ở đây. Kế toán. Kinh doanh. Và IT. Như vậy mình đã có thêm 4 cái OU mới. Nằm bên trong cái OU là 100. AMC 100 new. Lưu cái này lại. File save hoặc là Ctrl S. Bây giờ để im nó đó. Quay trở ra. 1 PowerShell, 2 Active Directory PowerShell. Như vậy mình mở hai cái bảng này lên. Chỗ này cái 100 new chưa có gì hết ha. Chưa có gì hết. Qua cái phần PowerShell, mình chạy lại cái lệnh hồi nãy. Trong cái file là .bat. Chạy lại thì nó sẽ có một lỗi. Một lỗi là gì? Theo các bạn, tại sao lỗi? Thầy chưa chạy sao thầy biết lỗi? Bây giờ mình chạy nó sẽ có một lỗi. Hồi nãy nó không lỗi ha. Theo các bạn, đoán lỗi là gì? Cái lệnh của mình nó có mấy lệnh? Trong cái lệnh này nè, có mấy lệnh? Trong cái file này có mấy lệnh? Năm, đúng không? Vậy nó sẽ lỗi ở lệnh nào? Ở đây mình nói là tạo cho mình cái OU là AMC 100 new. Có chưa? Có rồi mà biểu tạo nữa thì lỗi. Được chưa? Rồi bây giờ mình qua bên này mình tạo, mình chạy thử coi nào. Các bạn phải chạy ở trong cái giao diện này các bạn mới thấy. Chứ còn nếu như mà các bạn vào cái Windows Explorer, các bạn click chuột phải chọn Run Admin, nó chạy xong nó đóng luôn. Mình không thấy. Được ha? Rồi trong này enter một cái nào. Thấy gì đây? Thấy fail không? Nói trước rồi mà. Bởi vì cái này đã từng tồn tại rồi mà. Đúng không? Từng tồn tại sao tạo nữa? Nhưng mà nó báo lỗi thì lỗi, nhưng mà những cái lệnh ở phía sau nó vẫn tạo. Nó vẫn tạo cho mình là success, là thêm vào do OU nhân sự, kế toán, kinh doanh, IT. Được không? Được. Thì nó báo lỗi kệ nó, miễn là nó tạo đúng cho mình là được rồi. Được chưa? Rồi, mình qua mình refresh bên này coi nó có đúng là nó tạo được hay không. Refresh. Ồ, hay, xong. Nhanh gọn. Mình copy paste sửa lại cái xong, tạo được 4 OU. Nhanh cực kỳ. Kịp không? Rồi. Trong cái OU tiếp theo
nhân sự, mình sẽ tạo một cái group nhân sự đúng không? Các bạn có thể tạo group trước, tạo user trước tùy các bạn. Nhưng cái lệnh mà add user vào group thì bắt buộc cái gì phải có trước? À, group bạn phải có mới add vào chứ. Bây giờ chưa có group sao add? Ha. Cho nên cái phần mà tạo user, tạo group thì chúng ta nên tạo group trước. Rồi chúng ta đã tạo user. Ở trong này chúng ta sẽ có lệnh nè. Tạo user với cái lệnh cũng y chang như lúc nãy. Nhưng lúc nãy là add OU. À, cái lệnh số 1 là add OU. Bây giờ lệnh số 2 là add user. Nó thay đổi tí xíu. Thì nó sẽ hỏi nè. User Trần Quang Bình thuộc phòng IT với tên đăng nhập là Bình TQ. Mật mã là đây. Mình biết trước. Nó là thuộc OUIT và first name là Trần Quang, last name là Bình. Cái này tùy các bạn nhé. Các bạn muốn quy định gì thì cũng được hết. Và tài khoản này thì nó có một cái mục là disable là no, tức là cái chỗ là user enable á, user disable là khi mình click chuột phải mình tạo á, thì giả sử ở trong công ty của các bạn đang trong giai đoạn là cài đặt và cấu hình hệ thống, thì các bạn tạo user nhưng mà các bạn chưa muốn cho nhân viên vào xài, thì các bạn chọn là disable cả công ty luôn. Sau khi nào mà mình tạo xong, mình test xong, thì lúc đó mình mới cho xài. Thì mình chọn enable nó lên. Còn bây giờ mình tạo và mình muốn cho mọi người xài được luôn thì mình chọn là disable là bằng no. Còn nếu như mà mình muốn mọi người là không được quyền xài ngay lúc này thì mình chọn disable là yes. Và mình tạo cái gì ở đây? Cái lệnh của mình là ds add user, là mình sẽ tạo user. Và với cái tên đăng nhập, đây chú ý nè, với tên đăng nhập là Bình TQ mới vừa nói xong. User này thuộc bộ phận IT, thuộc cái OU Hà Nội. Còn mình làm gì? Thuộc IT, thuộc OU là AMC 100 new, mình mới tạo lúc nãy. DC cũng tương tự. Và cái tên đăng nhập này là tên đăng nhập user, private name ở chỗ này, tên đăng nhập Bình TQA+AMC100.com trừ FN first name, trừ LN last name, trừ BWD password và disable no. Được không? Như vậy đây là cái lệnh mà mình sẽ tạo một cái user. Mình nhớ lại nè. Thứ nhất là add DS add user, nháy kép CN bằng là username của mình. Tiếp tục thêm trong OU nào thì liệt kê từ cái OU nhỏ cho đến OU lớn, liệt kê từ trong ra cho đến DC. Sau đó cái chữ mà trừ các cái tham số phía sau bạn đặt ở đâu cũng được, trước sau gì cũng được, chứ không theo thứ tự cũng được nha. Ví dụ như là first name đặt trước, last name đặt trước cũng được, mà nó cứ nhìn thấy cái từ khóa đó là nó đưa vô thôi. Cho nên là không nhất thiết phải cái gì trước, nhưng mà mình đặt cho nó theo cái quen là tên đăng nhập, sau đó là first name, last name, password và có cho phép hay không. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ thay đổi cái lệnh ở đây bằng cách chúng ta thêm vào ds add user. Nháy kép trước đi cái đã nè. Cái tiếp theo, nếu như mà chúng ta add nó vô IT thì đơn giản các bạn copy nguyên cái IT này đưa xuống đây. Copy nguyên cái IT đưa xuống. Rồi, mình đưa cái gì phía trước này nữa? CN bằng Bình TQ phải
Bình TQ phải, bình TQ bên kia có chưa? Nếu có nó sẽ đụng á. Còn nếu chưa có, mình muốn không đụng thì mình chọn là new đi, để cho nó khỏi đụng. Nằm trong OUAT, OUAMC 100 new DC. Bây giờ tiếp tục trừ UPN tên đăng nhập ha, trừ UPN tên đăng nhập của chúng ta. Tên đăng nhập. Nháy kép. Mình đưa cái trừ UPN này ra phía ngoài, tên đăng nhập. Đưa ra phía ngoài. Trừ UBN tên đăng nhập là bình TQ new a cộng amc100.com, cách ra first name trừ first name là Trần Quang, last name trừ LN bình, cách ra password trừ BWD. Password, mình muốn password gì thì mình đặt nó vô, ví dụ như P A cộng SSW0RD là password quen thuộc của mình. Được chưa? Trừ disable. Trừ disable. Như vậy mình có cho cái tài khoản này, à disable này không có dấu trừ, mình test thử coi nha. Disable. Thử coi. BLED no. Mình thử một tài khoản trước đi. Rồi sau đó mình sẽ, nếu được mình sẽ thử tiếp, lưu lại. Và sau khi các bạn lưu xong thì các bạn qua đây, các bạn chạy lại cái file của mình lúc nãy. Tất nhiên những lệnh trên nó sẽ lỗi, nhưng mà cái lệnh dưới này đây, add user của mình, nó chưa có add được các bạn. Nó đang fail ở chỗ chữ Quang, nó không hiểu cái tham số. Thấy chưa? Trần Quang. Tại vì first name của mình nó không có viết liền, cho nên chỗ này nó không hiểu. Vấn đề là nó không hiểu được cái đoạn này. First name là Trần, chứ nó không hiểu chữ Quang. Ừ, một là viết liền, hai là mình thử thêm cái chỗ mà Trần Quang của mình vào trong một cái nháy kép, thử coi nó có báo không. Tức là Trần Quang của mình ở chỗ này, các bạn sẽ đưa nó vào nháy kép, dính liền, chạy lại, enter. Trần Quang bị fail, disable. Bây giờ nó kêu là disable, nó không hiểu cái tham số này. Được chưa? Nó fail, nãy nó fail trên kia. Hả? Nãy nó fail trên kia, nhưng mà bây giờ nó bảo là cái user này đã được tồn tại rồi. Bây giờ mình vô trong cái new AT của mình coi. Rồi. Như vậy, cái tham số disable quay trở lại. Chỗ này các bạn vô đây, các bạn chọn trừ cho thầy coi. Lưu lại. Đúng rồi. Thấy chưa? Thấy cái gì không? Ghê chưa, ghê chưa? Nó báo gì? Thấy chữ success là ok rồi. Vậy thì mình sẽ rút ra vấn đề là gì nữa? Chỗ này, thầy sửa lại chỗ này tí xíu. Nếu như cái lệnh của mình ở đây mà các bạn tạo user giống như hồi nãy thầy nói, mà bạn muốn là Trần Quang, thì chỗ này bạn phải đưa cái chữ Trần Quang này vô nháy kép. Và cái gì nữa nè? Cái tham số disable này của mình phải có dấu trừ. Ok.
Và chúng ta đã hoàn thành được cái user. Chúng ta kiểm tra lại ở đây cho chắc. Click chuột phải, refresh coi. Nhân sự AMC IT. Ủa, nó bảo là đã tạo rồi mà. Bình TQ AMC DC. Đã thêm được vào trong cái refresh coi. AMC IT rồi, ok, mình phải refresh ở bên ngoài thì nó mới refresh lại cho mình hết, chứ còn mình refresh cái OU không nó không thấy. Refresh luôn cái server luôn. Ra đến đây mình refresh cái server luôn thì nó sẽ báo được là AMC 100 IT đã được tạo. Nhanh không? Quá nhanh, quá nguy hiểm. Và tương tự như vậy, ở trong này chúng ta chỉ cần làm gì? Copy, Ctrl C, Ctrl V xuống này. Giả sử các bạn sẽ tạo chỗ này cho cái user mình tạo là IT1, password chỗ này, cái này mình sẽ để là IT1, first name, first name mình để là nhân viên IT1, password, được chưa? Tương tự mình sẽ copy, mình có IT2 và mình để chỗ này là người ta có tên đăng nhập là IT2, nhân viên IT2, thì các bạn sẽ đặt tên cụ thể cho từng nhân viên của các bạn. Và cái danh sách IT này mình đã có, giả sử như danh sách nhân viên này giả sử mình đã có trong Excel, và mình dùng Excel để mình tạo ra một cái đoạn văn bản giống vậy được không? Được không? Mình nối chuỗi vô, xong rồi mình copy cái chuỗi đó mình bỏ vô đây được không ta? Đưa cái idea ra như vậy thì các bạn thử coi. Giả sử mình có cái nhân viên của mình có tên, có tuổi đồ hết rồi. Giả sử mình lấy cái danh sách lớp của mình đi, mình tạo ra nhân viên cho các bạn. Rồi thử ha, đưa ra ý tưởng vô đó. Mình đã tạo được hai nhân viên của phòng IT. Bây giờ mình sẽ tạo nhân viên cho phòng nhân sự. Thì chỗ này thầy để là nhân sự 1. Và thầy đổi cái gì đây? Đổi chỗ này Nhân sự. Tạo trong OU nhân sự. Và ở chỗ này cái tên đăng nhập là NS1. Chỗ này là nhân viên nhân sự 1, ví dụ như vậy, nhân sự 1. Và chúng ta chỉ có việc copy cái này ra. Chúng ta đã có nhân sự 2, cực kỳ nhanh. Nhân sự 2. Trong OU nhân sự, chỗ này nhân sự 2. Nhân sự 2. Nãy thầy bị dư cái rồi. Nhân sự 2. Và lưu lại. Chúng ta sẽ quay qua đây. Chúng ta chạy lại file này lần nữa. Tất nhiên là nó sẽ sinh ra lỗi. Những cái đã tạo rồi thì nó sẽ báo lỗi. Nhưng những cái chưa tạo thì nó bảo là success nè, hoàn thành. Và mình sẽ qua bên này, mình refresh lại coi sao. Kế toán, kinh doanh, nhân sự. Thấy chưa? Nhân sự 1, nhân sự 2 đã được tạo chưa? Cực nhanh. IT. Bấm refresh cái coi. New. IT 1, IT 2, nhân sự 1, nhân sự 2. Như vậy công ty của bạn, cho dù có hàng ngàn sinh viên, các bạn chỉ cần một nốt nhạc là các bạn đã có
có được danh sách, được không? Như vậy mình đã tạo được OU, mình đã tạo được user. Bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Tạo group và đưa cái nhân viên này vào group. Như vậy lệnh của chúng ta tiếp theo mà chúng ta cần quan tâm là tạo group với cái lệnh là ds add group, thì tạo gì add đó, đúng không? Tạo OU thì add OU, tạo user add user, tạo group thì add group. Và chỗ này tương tự như vậy, nó giống giống với lại tạo user là add group, nhưng mà nó vẫn dùng cái chữ là cn. Group tên gì, còn phần phía sau là y chang. Và nó sẽ có nè, cái security group thì nó bảo là có cái group này có security không, có bảo mật không, và cái group này là thuộc scope gì, scope là local hay là scope là global. Ngay từ lúc nãy mình tạo bằng tay á, được chưa? Cho nên ở chỗ này thầy sẽ sử dụng cái lệnh tạo group ở đây. Chúng ta sẽ vào cái file của chúng ta lúc nãy, chúng ta sẽ tạo ra một cái group. Và group của chúng ta thì chúng ta sẽ đặt cái group là IT Sài Gòn. Ở đây chúng ta sẽ đặt IT đi ha, group của chúng ta là group IT, IT group. Để cho nó phân biệt được với chữ IT bình thường. IT group. Và nó thuộc gì? Thuộc cái phòng ban là IT, chứ không có Hà Nội. Của mình hồi nãy mình không có tạo Hà Nội. Thuộc phòng ban IT nè, phòng ban IT. Và cái OU của mình là AMC100. Mình tạo lúc nãy ở trên á. New DC AMC100 DC.com. Và mình cũng thiết lập là group này có bảo mật, và group là group global, được không? Copy cái này, copy, paste nó ra. Mình có 4 group, thì chỗ này chúng ta sẽ có là IT group, nhân sự group, kế toán group và kinh doanh group. Mình có 4 group. Tương tự như vậy, copy ra sửa chút xíu là xong. Xong cái lệnh tạo group, lưu lại. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ chạy lại. Group lúc đầu chưa có. Group lúc đầu chưa có. IT chưa có. Kế toán, kinh doanh, nhân sự chưa có group. Mình sẽ vô đây, mình chạy lại cái file của mình, enter. Lỗi rất nhiều, nhưng ở phía dưới này đang có gì đây, sao chưa success đây, đang bị lỗi nè. Rồi, lỗi gì nè? Cái chữ scope của mình nè bị lỗi tiếng Việt, lúc mà mình copy vô á mình không chịu nhìn chỗ này. Security, ủa sao chỗ này nó báo lỗi tiếng Việt ta? User group AMC DC user group Z. User scope, nó đang bị lỗi ở chỗ này. Hay là mình gõ lại cái khúc này đi ha. Gõ lại mấy cái chữ đi, nhiều khi mình copy vô nó bị lỗi á các bạn. DC.com, rồi ok. Mình sẽ gõ A, rồi, thầy hiểu rồi. Các bạn biết cái gì không? Đây, cái này cũng hay nè. Nè, nhìn cái dấu này nè. Với dấu này có khác nhau không? Nháy kép nè, nháy kép này và nháy kép này khác nhau không? Xóa cái này đi, nháy kép lại coi. Biết đâu. Đúng rồi, nó không hiểu cái chỗ này. Nó không hiểu cái chỗ này. Là do mình cái nháy kép nó dùng cái mã khác.
Ok, lưu lại, chạy lại lần nữa coi. Sai thì sửa thôi. Chạy lại lần nữa. Gì đây? Cho lớn lớn lên tí coi. Sao? Rồi, nó sai tiếp nè. Ở chỗ chấm com thì ok rồi. Nhưng mà hai cái chữ phía sau á là nó bị cái dấu trừ á, nó lỗi tiếp cái dấu trừ ha, cho nên ở chỗ này mình xóa cái dấu trừ cũ đi thay bằng dấu trừ mới. Thấy nó ngắn hơn không? Ngắn hơn nè, thấy không? À, đó, như vậy nha, copy nha, cái tội copy. Cái tội copy. Ok, nhưng mà mình phải có sai mình mới biết. Chứ nếu mà làm cái gì mà cũng hoàn hảo hết 100% thì đôi khi thì lại không biết. Đúng rồi, đúng rồi, cái lỗi này nhiều khi mà muốn sửa cũng không phải dễ đâu. Chạy lại n lần rồi, hên quá, thấy success rồi. Nó báo là thành công, còn thành công thế nào là mình phải kiểm lại. Rồi mình qua group kinh doanh, mình refresh lại cái nào. Refresh vô cái MC Trump. Wow, có được IT group. Kế toán group đâu? Kế toán group nhân sự group đâu? Các bạn biết sai gì không? Hà ha, sai gì, sai gì? Biết thầy sai gì không? Ai phát hiện sai gì? Sai gì, sai gì? Ai phát hiện giúp thầy nào? Sai gì? Trời ơi, quá nhanh mà quá nguy hiểm. IT group thì tạo trong OUAT, còn nhân sự group thì phải tạo trong nhân sự chứ. Sao là tạo trong IT? Ẩu ha. Nhân sự chỗ này kế toán, tạo trong kế toán. Kinh doanh, đó, tạo trong kinh doanh. Nhìn thế không phải thế. Mấy cái này tạm thời bỏ đi, delete. Chạy lại, bạn phải chạy n lần. Rồi, refresh lại nha. IT một group, kế toán một group, kinh doanh một group, nhân sự rồi. Lại nữa rồi, nhân sự đi đâu? Nhân sự về đâu? Group kế toán, group kinh doanh, group nhân sự tại sao không có? Ừ, đi đâu, về đâu nè? IT nhân sự, nhân sự về OU, nhân sự group NS group vào OU nhân sự. Alo, group IT vào IT, group nhân sự vào nhân sự. Sao bất ổn thế nhỉ? Chỗ này để coi thử nó báo nhân sự cái gì mà nó không tạo. Group nhân sự auto fail nè, đã tồn tại group nhân sự. À, biết sao không? Đã có bên này nè, mình đã tạo group nhân sự trước đó rồi. Ừ, mình tạo thêm thôi, bây giờ bỏ luôn đi, delete nha. Đang hả? Ok,
mình delete đi. Yes. Và cái nhân sự bên này mình đổi đi. Rename group nhân sự. Oh, cũ rồi, bỏ. Được chưa? Bây giờ chạy lại lần nữa. Đẹp như mơ luôn, không có báo lỗi gì hết. Tất cả mọi thứ đều mới. Refresh lại coi nào. Ok, AMC New, IT, kế toán, kinh doanh, nhân sự. Chuyện gì đang xảy ra? Nhân sự, à, chú mày, OLD. Tại là đổi tên bên ngoài thôi, nhưng mà thực sự cái group của nó chưa có đổi, cho nên là vẫn lỗi như thường. Rồi, try again, one more. Giờ mà lỗi nữa thôi nghỉ nha. Refresh cái coi. Hồi hên quá, nó sợ. Nó sợ thầy nghỉ cho nên là ra rồi. Được chưa? Như vậy mình đã hoàn thành được tạo user, tạo group. Nhưng cái group này có gì không? Member, không có gì hết. Mình thiếu một bước nữa. Đưa cái user vào group. Ok. Rồi, lệnh tiếp theo chúng ta sẽ đưa user vào group. Ở chỗ này chúng ta đã thêm được group rồi. Bây giờ đưa user vào group thì nó đổi tí xíu nè. Hồi nãy là DS Add. Bây giờ nó đổi thành DS Mod. Hồi nãy là DS Add Group, là tạo một cái group mới. Còn bây giờ là DS Mod Group. Được chưa? Và CN là cái group của mình muốn thêm user vào, và tất cả mọi thứ bên trong giống nhau. Kịp không? Thêm một cái tham số nè, trừ add member. Trừ này là nó chỉ định một tham số nha, chứ không phải là cộng trừ nha. Add member CN bình TQ vào. Vào đâu? Hả? Vào đâu thì chúng ta sẽ chỉ vào cái chỗ đó. Vào OU. Vào OU nào thì chúng ta chỉ add cái group gì vào user nào. Như vậy chỗ này chúng ta lại copy qua, nhưng mà nhớ sửa nha. Copy qua nhưng mà nhớ sửa, chứ không sửa là nó lỗi nữa đó. Hồi nãy mình copy qua mình không có chịu sửa gì hết. Rồi chỗ này mình sẽ là DS Mod nè. Group, group của mình ở đây mình sẽ add vô cái group IT. Thì mình sẽ để chỗ này là IT group. IT group. Rồi tiếp tục OU IT. Rồi OU của mình ở đây là AMC 100 new DC. Ok, nhớ sửa dấu nháy kép lại. Sửa gì nữa không? Sửa dấu trừ. Add member. Chỗ này sửa nháy kép. CN bình TQ, tức là cái user này của mình hồi nãy có chưa? Mình phải coi trên này, bình TQ new. User của mình ở đây mới tạo là new. Như vậy mình add cái new này vào. Vào OU nào. Có OU Hà Nội không? Vào OU IT. Phải OU AMC 100 new. Rồi DC AMC100DC.com. Nháy kép. Coi lại. Add cái user của chúng ta. Trước tiên là chúng ta chuẩn bị cái group để add. Group là IT group.
nằm trong OAT, trong OAMC 100 new, trong domain là AMC 100 và thêm thành viên new AT. Rồi thử lại coi, nếu có thể thì mình có thể copy cái lệnh này, mình chạy một mình nó thôi, copy ra xong Ctrl V hoặc click chuột phải, click chuột phải là nó sẽ tự dán ra cho mình. Enter thử nha. Rồi success, hoàn thành. Mình không cần chạy nguyên file, mình thử chạy một lệnh thôi cũng được. Và bây giờ mình sẽ vô cái group IT của mình kiểm tra lại coi IT có ai trong này chưa. IT double click và mình qua phần member, mình đã thấy Bình TQ New. Và chúng ta tương tự thì chúng ta sẽ copy ra và chúng ta hoàn thành cho tất cả các user còn lại. Enter 1. Chúng ta sẽ hoàn thành cho tất cả các user còn lại. Một, hai. Group IT, IT, OU, IT, OU, new, DC, add member, new, IT. Và chỗ này chúng ta chỉ cần thay đổi ở phía sau là thêm cái gì? Là thêm IT 1 vào group IT. Hết rồi, mình chỉ sửa có chút thôi. Thêm chỗ cái new này thành là thêm IT 2. Rồi, chạy lại cái lệnh này. Enter. Và hai cái lệnh cuối là success, đúng rồi. Và chỗ này mình cũng refresh lại một cái. IT, IT, group IT, member. Mình có được 3 user là member của group IT. Như vậy, tương tự bạn sẽ tạo hết nguyên cái cây thư mục kế toán kinh doanh nhân sự. Dễ không? Dễ không? Đâu có khó. Tại vì mình chưa quen thôi. Không khó. Mình chưa quen. Rồi thầy sẽ chụp cái hình này cho các bạn để các bạn xem cái câu lệnh của mình. Nếu chỗ nào mà chưa thì nhìn lại. Được không? Thực ra là cái lệnh nó trong cái file PDF là thầy đã gửi rồi.